Tiếp tục về thêm cho các bác một mẫu xe hàng lồi đồng cua đá đây, mẫu xe quốc dân chất lượng Nhật, đời 2016 phiên bản đủ các bác nhé, không taxi, không khoan đục. Đây. Mà với tài chính chỉ có hơn 200 một chút thôi là các bác đã sở hữu được một mẫu xe Nhật lồi đồng cua đá này, siêu tiết kiệm luôn. Xăng ăn loanh quanh tầm 6 lít thôi. Giá chỉ ngang với lại những chiếc xe Morning i10 thôi mà các bác đã sở hữu được một chiếc sedan này. Rộng rãi không khác gì những mẫu xe hạng C hay là hạng D luôn. Có thêm cửa gió sau này, phanh ABS 4 bánh này. Hai tư khiên toàn gương kính điện. Đây, một chiếc xe bản đủ nhá, trần nỉ này. Nguyên bản rất là sạch sẽ các bác này, nội thất hai màu. Đấy, một chiếc sedan Nhật. Gương kính điện này, nội thất đây. Một mẫu sedan phân khúc B cùng phân khúc với lại Toyota Vios. Nhưng mà giá thành hợp lý hơn rất là nhiều. Mua chiếc xe này thì các bác lợi nguyên cả gần 100 triệu so với lại những mẫu xe cùng phân khúc B đấy ạ, như Toyota Vios hay những mẫu xe khác đấy ạ. Đây, mà chúng ta cũng vẫn sở hữu được một mẫu xe Nhật chất lượng như nhau. Và như vậy thì tội gì chúng ta không sở hữu đúng không ạ? Một dòng xe Nhật lồi đồng cua đá này. Động cơ 1.5 số sàn. Đây. Vô lăng theo xe này. Đấy, một chiếc xe cam kết cho các bác là xe không taxi nhá, không ăn đục nhá. Xe gia đình. Một chủ từ đầu. Đây. Phần chân côn này. Chân phanh này. Đấy, gần như không có mòn mấy các bác. Nội thất đây. Có màn hình Android này. Củ số này. Đấy, khung gầm thì bao chất cho các bác nhá. Đây, khung gầm không bù mọt gì cả. Nên có yên tâm nhá, xe thì em mới rửa qua nước lã nên là hơi ướt một chút. Đây. Cua lốp này, không bù mọt mọi người nhá. Cua lốp không bù mọt. Đấy, lốp dép đi. Đây, hai quả đằng trước thì còn khá là mới này. Sơn xi màu đen. Màu đen nguyên bản mọi người nhá. Màu đen nguyên bản. Đấy, không đổi màu. Đây. Một dòng xe cực kỳ là bền bỉ cho chúng ta sở hữu xe gia đình hay chạy dịch vụ đều rất ok. Đời 2016 nhá. Tầm tiền 225 triệu đồng là các bác đã sở hữu được chiếc xe Nissan Sunny này. Phiên bản số sàn. Động cơ 1.5 đăng kiểm dài miên man. Và chiếc xe này thì em đang cho rút hồ sơ rồi. 225 triệu là em sẽ bao gồm phí rút hồ sơ cho các bác nhé. Đây, nội thất đây. Cực kỳ đẹp luôn các bác. Keo chỉ mất tí capo rồi, còn lại zin hết các bác nhé. Còn lại zin hết. Máy số zin. Máy zin thì dàn cò nhé. Ô đồ của em nó loanh quanh tầm khoảng 18 vạn các bác. Loanh quanh 18 vạn. Hiện tại ô đồ đang là 18 vạn nhé. Đang loanh quanh tầm đó đâu. Có màn hình Android có lớn này, nội thất đẹp. Các bác là quan tâm thì cứ alo cho bên em nhé, số điện thoại 0354 152 888, địa chỉ để xem xe là Kinh Môn Hải Dương. Đây. Mất tí keo chỉ cốp luôn. Đây, còn lại là các cánh cabo là zin hết các bác nhé. Đây. Đây, sơn xi màu đen. Bác là quan tâm thì cứ alo xem nhé. Đây giờ em sẽ cho các bác tham khảo về phần máy này. Máy con này thì không màn luôn. Đây, hiện tại ô đồ của em nói đây các bác nhé. Hiện tại ô đồ của em nói đây. Máy này. Zin từ dàn quà các bác nhé, zin từ dàn quà luôn. Có cụm phanh ABS này. Đồ răng này. Xem vừa rửa qua lên hơi ướt, rửa qua nước hơi ướt nhé. Đấy. 225 triệu đồng. Bao hồ sơ cho các bác, nếu bác nào quan tâm thì cứ alo cho em nhé, xin cảm ơn.